cùng với Tisu ở trên một cái dọc bờ sông Cà Ti để xem mọi người đang ngồi gỡ lưới ở bên cái dòng sông Cà Ti này. Thì đây là cái khung cảnh, bên kia là cảng cá Cùng Chà, còn Tisu là đang đứng ở bên này đường, là cái góc đường Phạm Ban Đồng, là bờ kè đó. Bên kia là ở bên kia là Cùng Chà. Thì Tisu đứng đây thấy mọi người đang gỡ lưới nè, thì không biết là lưới hôm nay có gì đặc biệt không. Thấy mọi người gỡ lưới nên là cũng đứng lại, dừng lại để quay chia sẻ cùng với cả nhà mình trong chương trình ngày hôm nay. Thấy mọi người ngồi góc góc mọi người một lưới lưới, không biết là gỡ là sạch lưới hay là gỡ lưới cá. Để Tisu vô, Tisu xin quay nha. Đây là Tisu thấy mấy cô đang ngồi quay. Này, mình đang gỡ sạch lưới hay sao hả gì? Đang quay gỡ sạch lưới. Ủa mà có cái con gì nó màu tím tím lại? Con Lan Trường. Hả? Lan Trường hả? Ủa cái con này để chi hả gì? Ủa, Đan Trường là giống ca sĩ Đan Trường á hả? Ơi cái nào mình? Cái con gì mà lạ vậy nè, tên là Đan Trường. Con này ăn được không gì? Không không. Ủa? Vậy rồi mình gỡ ra ăn chi? Thì nó dính cùm lưới mình phải gỡ con hả? À. Nhưng mà tại sao mình phải đựng trong rổ mà mình không bỏ vô bị để mình bỏ luôn? Để trong rổ cho nó gọn, mình đi đổ. À, vậy ha, con lạ ha, con gì mà tím ngắt hết cả nhà. Nè, để quay cái này lên làm gì con? Dạ, con quay YouTube á. Đây nè. Dạ, lạ ha, ăn không được nha cả nhà mình. Rồi bên này là có con ốc mè, con cá đuối, phải con cá lồi. Đan Trường, giống ca sĩ Đan Trường đi về nơi xa. Nè, đây là con ốc mè này cả nhà, ốc mè còn sống luôn này nha. Ốc mè, đây là cái càng của con cụm cụm. Đây con ghẹ nè. Dạ, đó con ghẹ đâu ạ? Con ghẹ đây cả nhà. Đây đi nha con. Dạ, tại vì gỡ được không vậy? Được. Này nó hy sinh rồi hả? Nó chết rồi. Dạ, nó hy sinh rồi. Đây là con ghẹ. Này chắc là mình bán, đây nó bán hàng giạc hay gì đó hả? Cái này bán như ghẹ này bán 100.000 ký con à. Dạ. Ghẹ này là gọi là ghẹ gì? Ghẹ dĩa. Ngay cả nhà mình, đây là con ghẹ dĩa, dĩa mới gỡ ra nè. Nó hy sinh rồi. Bên này là gỡ tiếp cái con Đan Trường. Con gì tên lạ quá. Mấy người đặt vui vậy đó. Ủa, mấy người đặt vui vậy hả? Chứ không phải thiệt hả? Chết. Con cảm ơn gì? Hãy con đi qua bên này em xác tiến lại bên này coi có gì đặc biệt không. Dạ. Đây là mọi người đang gỡ lưới nè. Giờ mình qua đây. Bên đây thì có con ốc. Ốc mè. Ốc mè rồi càng. Càng con cúm núm. À cúm cúm hả? Cúm cúm. Ủa rồi cái con này con ốc gì chị? Đưa cho em. Khế. Ốc khế. À có những cái răng gì là ốc khế nha cả nhà. Lạ ha. Con này còn tươi nè. Có một con. Tươi rói rồi, rói. Rồi chị này muốn. Nó bò ra luôn này cả nhà mình. Bên kia có nó, bên kia có nó. Ồ, to. Con này con mè. Gỡ ra gỡ càng. Mình thì bỏ, càng thì bán. Một người thì đứng kéo cái lưới như ra gì để cho nó sạch cái bùn đi. Còn một người thì ngồi gỡ dọc hai bên. Ở đây có hai người đang giặt cái lưới. Đó, mọi người đang ngồi ở đây, đằng kia có một anh đang chèo thúng. Mệt quá hả anh? Nắng nóng làm mệt quá hả? Nghề cực ghê luôn ha. Không có mệt đâu. Quá. Dạ? Thức cả đêm ngoài ghe rồi còn... Cửa này
giờ này vô là phải đứng gỡ gì rồi hồi tối lại đem tiếp hả, đem lại đi tiếp hả gì ha? Dạ. Nhưng mà mấy cái ghẹ đồ mình bán hết rồi chứ, còn giờ mình chỉ làm sạch lưới thôi phải không gì? Dạ. Dạ đúng rồi đó chị à, ti su chu du á ạ. Dạ ở đây á, là anh kia ảnh đang đi thúng vô trong sát cái thuyền nè, để ti su zoom lại cho cả nhà mình xem đó, đi sát vô cái thuyền mần chi đó, chắc là đem đồ lên thuyền, đu cái dây leo lên, không có gì hết, cái thùng không à, đem thùng lên thuyền. Ồ hay chưa không, đúng là nhà nghề ha, leo lên cái một như mình lên chắc tét cái bịch tụp xuống nước. À đó là chị đang ngồi gỡ, cái này là gỡ nhà mình hay là hay hả chị, hay là gỡ thôi? Gỡ nhà mình. À gỡ nhà mình. À bên kia là gỡ thôi ha, gỡ thôi thì mình công mình trả làm sao chị biết không? 150. 150 một ngày hả, là tính ra là không 8 có ngày, có mấy tiếng. À mấy tiếng thôi hả, vậy là ai mà làm thôi là ra làm là có tiền về ăn tháng là 4 triệu rồi, 4 triệu rưỡi tháng 30 ngày. Ủa vậy hả, ngày đi ngày nghỉ hả gì? À à à vậy hả, ngày đi ngày nghỉ thì khoảng là 2 triệu 7, rồi thời gian kia thì làm chuyện khác ha. À đang lưới hả? Coi ủa hay coi kênh em hả? Cảm ơn chị nha. Bữa chị ra Phú Hoài mua cá. Dạ. Bữa bánh canh, hàng bánh canh trong chợ lớn mình nữa nè. À. Dạ đúng rồi. Này là làm mấy tiếng là xong chị? Thì tại bữa đi lưới dơ cho nó lưới sạch thì có 2 tiếng. À, hôm nay lưới dơ thì làm lâu hơn ha. À. Dạ. Rồi, cảm ơn chị đã xem kênh ủng hộ nha. Giờ em xin phép đi tiếp đây, cảm ơn chị cho quay nữa. Em đi qua bên này, đi dọc xuống dưới. Em chào chị nha. Giờ mình đi ra ngoài lại nha cả nhà, mình đi dọc xuống dưới, hai bên hông á là hai bên hông bên kia là người ta bán hải sản. À, trong tuần tới thì Tisu sẽ đi tìm cái món cơm cháy kho quẹt với lại canh chua quay chia sẻ cùng cô chú anh chị bạn. Hôm nay thì mình đi đây sẵn nói chuyện cho mọi người nghe chơi. Ở đây cả nhà mình ha, đây là một cái bên này là một cái nhóm lưới khác cũng làm lưới sạch hả, này vất vả chưa cả nhà mình thấy, đó vất vả không? Công nhận nắng lên là đẹp ghê. Đây đây quay ông lên truyền hình. Con lên YouTube, con lên YouTube mà con không có lên truyền hình đâu. À quay đi chứ. Dạ rồi bác cứ làm đi ạ. À. Cứ tự nhiên. Dạ cái này là làm sạch lưới ha. Dạ. À. Ngày nào mình cũng làm gì hả bác? Dạ cái này mình làm nhà mình hay làm lại cho người ta? À dạ mình nghĩ cứ làm hả? Sao mà cái áo này về giặt không cũng đấm đuối hả? Làm sao cho nó sạch được? Dạ ngâm bằng gì? À hả, trời đất, ngâm cái này rồi nó lên mùi rồi xong rồi còn may giặt nó thêm một cái lần mùi nữa thì làm sao mà chịu nổi trời. Có ngâm nó ra mùi, nó ra đất, cái này sến đất. À ngâm, dạ con giỡn thôi chứ cái này thì mình có cách mình làm mà cho nó sạch mà. Dạ này làm từ mấy giờ sáng hả bác? 7 giờ. 7 giờ, giờ là 9 giờ mà chưa xong. Làm 2-3 ngày. 2-3 ngày mới xong hả? Dạ. Làm 2-3 ngày. Đó, cái này là làm sạch lưới lại nè cả nhà. Ủa mình kéo gì xong rồi hồi mình tôm lại hay mình đem xuống mình rửa lại không chứ bác? Không ạ.
cứ tôm lại vậy là xong hả? Đột lại như vậy nè. À, xong rồi bưng xuống ghe ha. À, đây là tôm lại bưng xuống ghe. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn bác nha. À, con đi. Đây cả nhà mình đi xuống, tiếp xuống như này. Dạ không có xóa đâu. Đây là nhìn mọi người đang làm sạch nè, Tisu đi dọc hết cái chỗ này chia sẻ cùng với cả nhà luôn. Dưới này thì cũng làm tương tự giống vậy thôi. Mà mình cũng xuống mình coi có mọi người làm. Này. Vô đây coi mọi người tôm lại cái lưới nè. Dạ cho con xin phép quay chút ha. Tôm, ủa cái này là đổ ra chứ không phải là tôm. Thì đổ ra để làm sạch. À. Này là gỡ ra hả? Cắn thành rồi lấy 8 triệu. Gì mà thách thức trên hài hả chú? À, hay là à ngôi nhà ước mơ ha. À thách mại ước mơ hay là ngồi gỡ nè, gỡ lưới nè. Trời ơi ngồi nắng gì á, cực quá trời luôn, mấy tiếng đồng hồ. Làm tới chiều luôn hả? À? Dạ. Hả? Gỡ rồi bỏ. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới này tiếp nha cả nhà, xuống như coi dưới này có gỡ được hải sản gì không hay chỉ là làm sạch lưới thôi. Này là đi gì? Đi múc nước hả? Đi múc nước. Ai quay múc nước nè cho cả nhà xem. Múc nước. Múc nước rửa lưới. Này mình chế nước để cho nó khỏi cứng lưới ha bác. À, rồi làm. Đây rửa tay nè. Đó còn lại. Đó, gỡ lưới. Này là mình gỡ để bỏ sạch lưới hả bác? À. Đeo găng tay nó khó làm hơn là có không có găng tay hả bác ha? Nhưng mà nó không có sốc. À, nhưng mà nó không có sốc cái tay của mình. Không có sốc cái tay. Dạ. Gỡ nó bị rối này cả nhà, rối lưới. Trời ơi, này mà không phải trong ngày là ngồi gỡ dễ nổi cáo lắm nè, xong rồi quăng cái bịch đi nè. Này ta trong ngày người ta làm, người ta biết cách. Làm nương nương theo rồi bắt đầu nó những cái rối nó sẽ sổ ra, cũng giống như cuộc sống đời thường của mình vậy đó. Người ta nói là đời là bể khổ, mà đang vui tự nhiên cái hồi buồn, buồn rồi cũng phải tìm cái cách để thoát ra, thì cũng giống như rối của cái lưới này vậy đó. Mỗi người thì sẽ có một cái cách khác nhau để gỡ rối cho cuộc đời của mình, nhưng mà rồi sẽ có cái lúc mà gọi là năng lượng nó xuống cực kỳ thấp, mà gọi là không biết làm gì cả đối với cuộc đời của mình luôn. Rồi cũng sẽ tìm được cái cách mà mình lại vực dậy.
rồi lại trở về một cái năng lượng bình thường, rồi sau đó lại phải tìm một cái cách để mà nâng cái năng lượng mình lên, để mà mình lại tiếp tục sống vui và sống hạnh phúc với cuộc sống này. Ai cũng phải nhiều nhiều lần như vậy, gọi là lên voi xuống chó, là đúng theo cái ý nghĩa cuộc đời nó là như vậy luôn. Cho nên là gì thì cũng phải bình tâm bình thản, quay về bên trong chính bản thân của mình để tìm được cái lối thoát đi ra. Chỉ có mình mới cứu được mình thôi, chả ai cứu được mình hết. Thì cũng giống như cái gỡ lưới này, lưới của mình thì mình tự gỡ. Ok rồi, bây giờ thì con cảm ơn bác ạ. Con đi qua đây. Hey, cả nhà mình đi qua tiếp tục bên này. Thì bên này là đến đây là đến phút cuối rồi nè. Đó là mọi anh chị rồi tôm lưới này. Lưới hầm này không có toàn càng cùm cụm với con giống như chị nó giỡn là đang trường, không phải. Cái này là rác, gỡ ra bỏ rác. Hả? Này là gỡ ra để bỏ rác nè. Dạ rồi, thưa cô chú anh chị các bạn, hôm nay đi vô tình quay những cái cảnh thường ngày của bà con của mình ở Phan Thiết, ở dọc ở bên bờ sông Cà Ti này. Thì Ti Sâu cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video clip và đăng ký kênh ủng hộ Ti Sâu. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái chương trình lần sau. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc, an lạc, bình an trong cuộc sống.